Hello, xin chào anh chị, quý vị và các bạn đã quay trở lại với Bốn Bánh Auto. Và hôm nay thì em sẽ giới thiệu cho anh chị và các bạn một con xe sedan bản hai đầu và là dòng xe nhập khẩu đời cao 2015. Và giá thì cũng khá là rẻ thôi. Dòng này thì nó chỉ hơn so với dòng Morning và i10 nhập khẩu một tí thôi, nhưng mà lại được form dáng sedan. Đấy, máy thì chấm to 1.4. Đây là một con xe Kia Rio 2015 và là xe nhập Hàn. Đấy, một con xe màu bạc và mang biển số Thái Nguyên 2015 nhá. Và hiện tại thì con xe này là bản nhập khẩu. Thì với dòng Rio nhập khẩu này 2015 chỉ có giá nó khoảng tầm 305 triệu thôi. Đấy, nó chỉ nhỉnh hơn một chút so với dòng xe i10 nhập khẩu. Tuy nhiên i10 thì như chị biết thì nó chỉ 2, và bản sedan thì nó chỉ lên đến 1.2, 1.25 thôi là kịch rồi. Đấy, nhưng con xe này nó là 1.4. Đấy, form dáng thì nó đẹp hơn form sedan, và đời cũng 2015. Đấy, form dáng sedan khá là dài xe. Đấy, thân vỏ bên ngoài thì còn khá là ok. Xe bên trong thì cũng có trang bị màn hình Android cũng như là có hệ thống cam lùi rồi. Đây, hệ thống cam lùi đằng sau này. Toàn bộ tổng thành phía bên ngoài đấy, không có đâm va móp méo gì anh chị nhé. Giá khá là rẻ. Và thiết kế về phía bên trong nội thất này, một con xe số sàn và cũng có trang bị bóng khí cũng như là tích hợp vô lăng, gương kính chỉnh điện hoàn toàn là đầy đủ. Đây, có một cái màn hình Android rất là to. Xe thì cũng có hai hệ thống bóng khí khá là an toàn. Đấy, bóng khí này. Đây là các hệ thống phím bấm. Đấy, xe số sàn nhá. Đây, hai bóng khí đây. Mở chìa khóa lên này. Đấy, màn hình Android vẫn còn hoạt động khá là ok. Đây, có hệ thống cả hệ thống cam lùi này. Đấy, trên này thì có luôn cả hệ thống cam hành trình nhé chị nhá. Đấy, từ màn hình này, cam lùi này, cam hành trình này, các thứ là chủ xe đã lắp hết rồi. Đấy, chỉ có bạn lấy về là chúng ta chạy thôi, chúng ta không phải thêm cái gì cả. Và hơn nữa thì con xe này thì thứ nhất gầm bệ máy móc nó tốt, đời khá là cao, và dòng xe nhập khẩu thì chất lượng nó sẽ bền và tốt hơn so với những phân khúc của dòng xe trong nước. Ví dụ như anh chị mua Morning i10 mà đời cao thì hiện tại nó chỉ còn bản trong nước thôi. Đấy, và với cái tầm tiền khoảng tầm loanh quanh 300 thì chúng ta cũng chỉ mua được đời đâu đấy khoảng tầm 16-17. Thì con xe này là nhập khẩu 2015. Chất xe nó bền hơn, trang bị rất là đầy đủ. Audio thì hiện tại thì nó 8 vạn, nó 7 vạn rưỡi. Đấy. Ghế này. Ghế da thì vẫn còn khá là mới. Mà đây là ghế có lẽ là chủ người ta bọc lại rồi, bởi vì cái màu ghế này thì chắc là không phải theo xe. Người ta thích cái màu sáng này thì người ta bọc lại để cho nội thất nó sáng ra thôi. Đấy, trang bị khá là đầy đủ rồi. Không có khoan đục bất kỳ một chỗ nào anh chị nhé. Xe bảo hành luôn cho anh chị và các bạn về phần đâm đụng tai nạn ngập nước, cũng như là không có dịch vụ taxi gì cả. Đây, nhiên liệu thì ở trên đồng hồ nó báo là 5,2 lít trên 100 km. Thì có lẽ đây là đi ở đường trường thôi, còn trong đường phố thì có lẽ nó sẽ ăn hơn, nhưng mà với dòng 1.4 này cũng khá là tiết kiệm nhiên liệu rồi. Vừa vực form dáng đẹp, máy nó to và xe nhập khẩu. Đấy, chúng ta đi qua phần máy của xe. Thank you.
Đây toàn bộ hệ thống khoang máy đây. Đấy như em nói rồi thì máy là 1.4 nhá. Nó cũng gần với dòng máy của Hyundai Accent, như chị biết thì Accent phân khúc hạng B và nó cũng là 1.4. Vios thì nó cao hơn là 1.5. Đấy nhưng con xe này nó máy cũng là 1.4 rồi. Đấy, ra máy thì còn khá là sáng. Nhiên liệu thì ăn cũng ít thôi. 5 lít mấy đến hơn 6 lít nếu mà chúng ta đi đường thành phố. Đây còn tất cả những cái hệ thống keo chỉ. Là không có mất phần nào cả. Đây hệ thống chỉ lắp cabo này. Giá thì cũng khá là rẻ. Đấy, đi qua phần cốp phía sau nữa. Đây phần tôn phía sau đây. Khoang để đồ đằng sau cũng khá là rộng. Đây. Khoang con này thì rộng hơn rất nhiều so với những cái dòng xe mà ví dụ như Accent hoặc là Vios thì có lẽ khoang nó không thể to như này. Con này được cái khoang nó khá là to. Mặc dù là thiết kế xe cũng không được dài lắm. Đấy, thì đấy là video mà em vừa quay và giới thiệu cho anh chị và các bạn một con Kia Rio xe nhập khẩu Hàn Quốc đời 2015. Và giá khá là rẻ thôi, nó chỉ rơi vào khoảng tầm 305 triệu là có bán bao rút hồ sơ rồi. Xe mang biển số Thái Nguyên. Thì nếu như anh chị có nhu cầu về con xe này thì có thể alo số điện thoại dưới màn hình hoặc đến trực tiếp tại salon để có thể xem xe và test xe. Cảm ơn chị đã xem video và chúng ta sẽ gặp lại nhau những video clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.